Chào các bạn, trên tay mình đang là cái điện thoại LG Band Play. Đây là một cái điện thoại mà LG họ vừa mới giới thiệu vào tháng 6 vừa qua và nó vẫn chưa bán trên thị trường. Thì cái điện thoại LG Band Play này hiện tại nó đang gặp một cái vấn đề về ROM và nó không thể khởi động lên. Tuy nhiên thì các bạn ở Tech Cafe họ cũng đang xử lý vấn đề đó và khi nào được thì mình sẽ khởi động cho các bạn xem. Thì chúng ta sẽ xem chi tiết qua một số những cái hình ảnh về cái điện thoại này. Đầu tiên các bạn có thể thấy là ở mặt trước chúng ta có một cái màn hình 5 inch. Và theo LG thì màn hình 720p, tiếc là mình chưa thể xem thông tin chi tiết hơn để báo với các bạn. Ở trên này bạn sẽ có cái loa thoại này rất là nhỏ và hiện đại. Đây là điểm mà mới lạ so với những điện thoại khác. Chúng ta có một cái đèn LED để cảnh báo, camera trước 5 chấm, logo LG khi mà khởi động thì đang nằm chết ở đây. Ở phía dưới là có cái logo LG thôi và không có nút bấm nào khác. Như vậy là toàn bộ cái mặt dưới của cái máy nó không có nút bấm và bạn sẽ phải sử dụng những cái nút ảo trên màn hình để điều hướng. Ở cạnh bên trái thì chúng ta sẽ có một cái đường thẳng tắp và hoàn toàn không bằng gì, làm bằng nhựa. Ở dưới của máy thì bạn sẽ có cái cổng micro USB, cũng là một cái phần khung bằng nhựa luôn. Ở bên phải chúng ta không có gì, chỉ có một cái khất nhỏ ở đây. Cái khất này sẽ đóng vai trò là để mở cái nắp này ra, bởi vì máy hoàn toàn có thể tháo nắp và thay pin được. Ở phía trên cùng thì bạn sẽ có một cái jack tai nghe 3.5mm và như vậy là chúng ta chỉ có thêm một cái microphone phụ ở đây. Tổng cộng là có hai cái microphone phụ, hai microphone chính. Đây là cái mặt sau, thì cái mặt sau có lẽ là cái điểm đặc biệt của cái máy này và có lẽ nhiều người sẽ thích nó bởi vì cái mặt sau của máy được sử dụng những cái vân, không phải là vân carbon nhưng mà kiểu tự như vậy. Có cái logo LG, có cái chữ Band LTE. Máy này mặc dù giá rẻ tầm trung nhưng mà vẫn hỗ trợ LTE và đặc biệt là cái cụm camera rất là lớn. Đây là một cái điểm mà những cái máy nhỏ như vậy khó mà có được và rất là nhiều người cảm thấy hấp dẫn với cụm này, mặc dù nhiều người sẽ cảm thấy nó hơi rối và không thích. Bạn thấy là cái cụm camera này nó làm thành riêng và nó hơi nổi lên một chút so với cái bề mặt của cái máy. Chúng ta có hai cái phím tăng giảm âm lượng đặc trưng của LG kể từ thời G2, có phím nguồn, có lấy nét bằng laser. Đây là điểm rất là mới lạ ở những cái máy giá rẻ, có flash LED và camera 13 chấm. Thì bây giờ mình sẽ mở cái bên trong cho các bạn xem. Chúng ta có thể mở bên trong bằng cái khất ở đây, hay là các bạn có thể chọt tay vào một chỗ nào đó các bạn nhấc nó ra cũng được. Chúng ta có thể mở bên trong bằng cái khất ở bên này ra đó. Thì ở đây bạn có cái viên pin 2110mAh. Đây bạn có cái khe cắm sim ở dưới, khe sim này là micro sim, tức là sim bình thường chứ không phải là sim nano, và phía trên này là một cái tầng khác là khe cắm thẻ nhớ micro SD. Đây là cái LG Band Play, thì hiện tại đây vẫn là phiên bản thử nghiệm nên các bạn thấy là có rất nhiều những thông tin mà họ lồng màn hình, ví dụ như những thông tin liên quan đến serial hay một số thông tin khác ở đây. Thì các bạn tạm thời bỏ qua những đó bởi vì nó vẫn là cái máy thử nghiệm và nó chưa xuất hiện chính thức. Thì cái đầu tiên khi mà nhìn vào cái màn hình này, các bạn sẽ thấy là màn hình này mặc dù có độ phân giải không cao, chỉ là 720p, nhưng mà cái chất lượng hình ảnh khá là tốt và nó nhạt màu hơn đáng kể so với lại những cái điện thoại mới gần đây nhất của LG như là LG G4. Như vậy mà đối với một số người khi mà nhìn vô thì nó sẽ dịu mắt hơn, mặc dù cái khả năng tái tạo màu nó không nhiều bằng, nhưng mà nó cũng rất là mượt và dễ chịu với mắt và góc nhìn cũng cực kỳ dễ chấp nhận và ai cũng có thể nhìn thấy ở nhiều góc nhìn khác nhau mà hay màu sắc không bị thay đổi. Ở trên cái điện thoại này thì chúng ta có một cái tính năng mới gọi là tiếng Việt thì gọi là tính năng chế độ học, Focus Mode. Thì chính tính năng chế độ học này, khi mà các bạn muốn làm gì đó, các bạn muốn học hay làm cái gì đó, các bạn không muốn người khác làm phiền, thì tất cả những cái cảnh báo khác, ví dụ như là cuộc gọi hay là tin nhắn, wifi và dữ liệu di động thì sẽ được ngắt ngay. Chính vì vậy mà khi mà các bạn đã đụng đến cái này thì các bạn sẽ không phải bị làm phiền bởi những người xung quanh và chúng ta có thể tập trung vào làm việc, tập trung vào nghiên cứu tốt hơn. Chỉ trừ khi nào bạn đặt đồng hồ để báo thức hay là báo hết giờ thì nó mới có thể kêu lên thôi. Bây giờ mình bấm kết thúc. Đó, rất là đơn giản như vậy. Hiện tại thì máy đang sử dụng Android 5.1.1 mới nhất, với những cái thay đổi, với những cái tích lập, những cái tính năng rất là đặc trưng của LG. Ở đây chúng ta có một tính năng tiếng Action nhưng mà nó tiếng Hàn Quốc, không mình không hiểu nó muốn nói cái gì. Cũng là một cái sản phẩm tiếng Hàn Quốc khác. Bởi vì đây là cái điện thoại thử nghiệm cho thị trường Hàn Quốc, cho nhà mạng SK Telecom. Rồi, xin cảm ơn các bạn.